And on 100th day, you do that? Ah! Now you're going to not pay us for this! Ah! You're not paying for this! Ah! You'll pay for this 100 times, a million days! You're never going to get away with this! Now I'm going to not do that with you! I'm gonna not pay this for you, and now I'm gonna pick you up. Go away! Go away! Con rửa bát ẩu lắm đấy nhá, ngoài ban công mà. Bây giờ con phải vừa rửa bát, con vừa hát cái bài lúc nãy. Hát hay không? Quá cháu là mầm đấy. Bài tên là gì mẹ bảo bố search YouTube cho. Mẹ search lên mạng cho mọi người xem con nhảy cái bài rửa hơi đấy đúng không? Cat's gonna meow. Đây có phải cái bò này luôn cho con không? Rắn lắm đấy, không hiểu người ta làm một cách gì mà cái rắn kích thành cái thái. Giáo viên khoa. I said go away. I said go away. I'm gonna not see your face again. Go away. I said 1, 2, 3. You guys say go away. 1, 2, 3. Nào, tráng bát rồi, còn đang con này ẩu quá. Those are not getting away. And now it's your time. Now you're gonna get away of my party at the park. No, you're gonna not getting away of this. Why you put that in my hair? And now I'm gonna doing everything and not daddy. Daddy is the person to do that and not me. He's the person to do that. He's the person that never doing anything. And I'm doing 100 things, 1,000,000, 1,000. And now it's daddy time. And you only said me. I have to do this every time! I have to do this in the park. And why you guys always said it's me. I am the person doing anything. Now you're gonna put and you'll pay for this, daddy! You always say to your wife to not take you in the master chef and a masterpiece. You doing everything wrong. Mà thì chó anh chưa. Nó nói cái gì đấy? Chưa này nó cũng thế. Nó nói cái gì đấy? Mẹ đi đâu có hiểu đâu mà mẹ đi hiểu à. Masterpiece, and you're not getting away with this again. You're not getting away. Rồi con đi ra chỗ khác luôn. Và nhất cam thật là dễ bởi vì mình có thể chặt được 100 quả cam. Này, mình cái đĩa đây này. Ẩu lắm con ơi. Mẹ ơi, mẹ, con rửa bát này, mẹ không dám ăn cái bát này đâu.
Nào, nào con phải kết thúc. Kết thúc rửa bát. Con phải rửa tráng lại bát đi, mẹ đảm bảo là vẫn còn. Để mẹ ai để thế kia kìa, mẹ nó dậy nũ bát thế kia. Con ơi, con bát vẫn còn nhờn lắm. Mày rửa hết tinh thánh nhân như kia kìa. Úp bát xuống, mẹ đã dặn trưa nay dậy rồi. Úp bát xuống chứ không phải là để ngửa này đâu. You can just let me pop that. Tráng, tráng lại hết. You have to put me in and now let me do that. You cannot get away with this because I'm in trying to do that. And you always say, me. You always say that. I'm gonna not doing that again. If you oppose that again, the kick and drive. Who's in for it? Now, what I'm gonna do is get away and go away. Làm gì đấy?